Tiếp nối chương trình trên kênh Tâm Thức Việt TTV, anh Chi kính mời quý vị theo dõi bài viết của nhà báo Phạm Minh Vũ. Phải chăng chúng ta đang nuôi một chính phủ ăn hại? Tháng trước, hàng ngàn xe container nông sản của Việt Nam bị kẹt cứng ở biên giới Việt-Trung. Cho tới hôm nay còn rất nhiều xe container vẫn chưa xuất qua được. Hàng hóa trong đó có dưa hấu, xoài, sầu riêng, thanh long bị thương lái đổ bỏ để về quê ăn Tết. Thiệt hại có thể nói là rất lớn, cả tài xế, nông dân đều có một cái Tết buồn. Đương nhiên, khi nông dân không có tiền thì kéo theo chuỗi dịch vụ các sản phẩm khác cũng sẽ điều đứng. Các cửa hàng mua sắm dù chỉ là bánh kẹo, hoa hòe cũng sẽ bị ảnh hưởng theo khi trong túi ai cũng không còn tiền. Một ký thanh long, người Bình Thuận trồng chỉ bán từ 500 đồng tới 1.000 đồng Việt Nam. Đem vào đổ bỏ đầy đường Sài Gòn bán thì cũng chỉ từ 3.000 đến 5.000 đồng Việt Nam. Vậy nhưng, cũng là thanh long đó, mà hai quả trong một siêu thị ở Đài Loan có giá tới 99 đại tệ, tương đương với 80.000. Hay ở Úc, hay ở châu Âu, có khi lại càng cao hơn nhiều. Và xin thưa với quý vị, tại nước Pháp nơi anh Chi ở thì một ký thanh long được bán với giá 16 euro, tương đương với gần khoảng 450.000 đồng Việt Nam. Một bên là đổ bỏ cho bò ăn không hết, một bên thì giá cao trên trời. Vấn đề ở đây là gì? Bỏ qua chuyện vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm hay tiêu chuẩn Đài Loan, châu Âu gì đi, mà nói thẳng là chúng ta đang nuôi một hệ thống chính trị ăn hại và cực kỳ lưu manh. Chúng ta có rất nhiều bộ, ban, bệ, liên ngành để làm việc mà. Trong đó, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn một năm đã ăn thuế của dân mỗi năm hơn 11.000 tỷ đồng mà không tìm nổi đầu ra cho hàng nông sản chúng ta xuất sang thị trường châu Âu hay nơi khác để tránh cái việc phải lệ thuộc vào Trung Quốc quá lớn. Ăn nhiều tiền thuế của dân như vậy để làm chi vậy hả? Nếu không phải là ăn hại. Đó là tôi chưa có kể thêm cái trách nhiệm của Bộ Công Thương ở đây. Chính phủ Việt Nam đúng là một chính phủ lưu manh, suốt ngày họp hành, ban nhiều chính sách, nghị quyết, nghị định, nhưng chẳng bao giờ đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, mà ở đây là nông dân nói riêng. Tại sao chính phủ các quốc gia khác như Thái Lan hay Đài Loan đều có chính sách bảo hộ hàng nông sản và đưa các quy trình đạt chuẩn chất lượng xuất đi các thị trường khác mà Việt Nam thì không có? Nếu không phải chính phủ Việt Nam là một bầy ký sinh trùng. Vì sao tôi nói ký sinh trùng? Bạn hãy tưởng tượng xem, một chiếc xe ở Đức sản xuất giá chỉ có 30.000 đô la, Lào hay Campuchia nhập về cùng lắm bán 40.000 đô la. Còn tại Việt Nam thì ít nhất là 100 hoặc là 120.000 đô la. Tại sao chính phủ biết cách đẻ ra hàng loạt thuế phí để bóc lột nhân dân tận cùng, những cái thuế ngớ ngẩn và trời ơi đất hỡi ở đâu cũng nghĩ ra để mà trấn lột dân vậy? Vậy mà Việt Nam là một quốc gia nông nghiệp thì lại luôn bị phụ thuộc vào Trung Quốc, không có tên trên bản đồ thế giới, thậm chí đứng sau cả những cái quốc gia không có nhiều đất canh tác như Nhật Bản. Vì sao vậy? Từ xăng, điện, xe cộ, tất cả đều đánh thuế cao. Đó là do quá trình Đảng Cộng sản biết đầu tư con người để nghĩ ra các loại thuế phí. Còn lo đầu ra cho hàng nông sản cho dân á, thì chính phủ gần như tỏ ra ăn hại và thất bại. Một đảng ký sinh trùng, một chính phủ ăn hại và thật sự thất bại về mọi mặt. Năm nay, trên các đường phố, cờ đỏ vẫn tung bay, khẩu hiệu mừng đảng mừng xuân vẫn treo khắp nơi nơi. Còn nhân dân thì đang tính chuyện đi làm thuê làm mướn khắp nơi để mà trả nợ. Đau, một nỗi đau không có tên. Nghĩ tới cảnh quan chức giờ đây xun xoe, mua thùng cạc tông đựng tiền đi biếu các sếp để mà hòng giữ được cái ghế lâu hơn để mà vơ vét tài sản quốc gia, nguồn lực xã hội. Và một bên là nhân dân đang lo cái ăn cái mặc từng ngày mà thiệt là đau xót. Anh Chi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của kênh Tâm Thức Việt TTV. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hành sau.